Chiến thắng tại siêu cúp châu Âu trước Atalanta vốn cũng đã là lời khẳng định của Real Madrid về sức mạnh của họ, vẫn bá đạo như thế nào sau một giai đoạn hè sôi động. Từ thành công đó, sự ra đời của thế hệ Galacticos 3.0 cũng là một tâm điểm. Những phương án sử dụng nhân sự của Carlo Ancelotti, cách mà kênh kênh trắng vận hành với ba mũi khoan chủ lực, đặc biệt là với sự xuất hiện của siêu sao Kylian Mbappe, những nghi ngại bây giờ đã chẳng còn gì, mà thay vào đó là một sự tự tin cao độ từ các Madridista khi chứng kiến đội bóng con cưng tiếp tục hoành tráng nâng cúp. Trên thực tế, Real Madrid đã có một trận đấu không hề dễ dàng, và dù kết quả chung cuộc là 2-0, nhưng nhìn vào từng khoảnh khắc trên sân, nếu như hàng phòng ngự của họ chỉ cần thiếu tập trung một chút thôi, kết quả sẽ rất khác. Fede Valverde, số 8 mới của Real Madrid, đã mở tỷ số bằng một pha đệm bóng chuẩn xác. Nhưng phải đến khi Kylian Mbappe tung cú dứt điểm trong vòng cấm, Real mới có thể yên tâm về chiến thắng của mình. Không dễ để khán giả mường tượng cách mà tam tấu trong kỷ nguyên Galacticos 3.0 này phối hợp với nhau, khi mà trong rất nhiều những phân tích có thể thấy rằng sự trùng vị trí là điều khó tránh khỏi. Ngay trước trận đấu, Ancelotti đã thừa nhận rằng việc phải lựa chọn đội hình khiến ông phải suy nghĩ suốt cả mùa hè và thậm chí là phá hỏng kỳ nghỉ của mình. Điều này không hề khó hiểu khi ông có trong tay một đội hình với nhiều cầu thủ tấn công xuất sắc. Từ Vinicius Junior, Rodrigo Goes cho đến tân binh đắt giá Kylian Mbappe và ngôi sao trẻ Jude Bellingham. Mỗi người đều xuất sắc và đều xứng đáng có mặt trong đội hình chính thức. Trong trận đấu với Atalanta, Ancelotti đã quyết định tung cả 4 cầu thủ này vào sân, với Vinicius Junior ở cánh trái, Mbappe chơi ở trung tâm và Rodrigo cảm nhận cánh phải. Bộ ba này đã cho thấy sự kết nối rất đáng kỳ vọng, đặc biệt là từ cánh trái, nơi Mbappe thường xuyên di chuyển linh hoạt và gây rối loạn hàng thủ của đối phương. Kylian Mbappe là cái tên được chờ đợi nhiều nhất tại Real Madrid trong nhiều năm qua. Sau khi từ chối cơ hội chuyển đến Bernabeu trong quá khứ, cuối cùng, tiền đạo người Pháp đã gia nhập đội bóng Hoàng gia trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2024. Ngay từ trận ra mắt trong siêu cúp UEFA 2024, Mbappe đã chứng tỏ giá trị của mình bằng cách ghi bàn thắng đầu tiên cho Real Madrid, đánh dấu một khởi đầu mới cho hành trình đầy tham vọng của đối phương. Trước mắt, Mbappe cũng đã cho thấy sự tự tin của mình về khả năng ghi bàn từ những vệ tinh hàng đầu thế giới. Chúng tôi đang ở Real Madrid, chúng tôi không có giới hạn, tôi cũng không có giới hạn. Nếu tôi có thể ghi được 50 bàn thắng thì sẽ là 50. Nhưng điều quan trọng nhất là giành chiến thắng và cải thiện thành tích của đội. Vì chúng tôi sẽ giành chiến thắng như một đội, Mbappe phát biểu sau trận đấu thăng hoa. Bên cạnh Mbappe, Vinicius Junior và Rodrigo là cặp bài trùng xứ Samba bất di bất dịch trong đội hình của Real Madrid. Vinicius chính là một trong những cầu thủ tấn công nguy hiểm nhất La Liga. Chính pha bứt tốc bất ngờ, nhưng cũng thật quen thuộc của Vini đã mở ra đường kiến tạo như đặt cho chim ưng ghi bàn mở điểm. Và đây cũng là điểm nhấn khiến trận đấu hoàn toàn vượt khỏi tầm với của đội bóng nước Ý. Rodrigo, đồng hương của Vinicius, cũng không hề kém cạnh với khả năng thi đấu linh hoạt ở nhiều vị trí trên hàng công. Trong trận đấu, anh cũng đã có một pha phối hợp với đồng đội, tạo ra những cú dứt điểm trong tư thế khó đập xa ngang của Musso, khiến cho sự an tâm của đối phương cũng phải loạn nhịp. Cả hai cầu thủ này đều có khả năng phá vỡ mọi hàng phòng ngự, tạo nên những tình huống nguy hiểm từ hai cánh. Và khi kết hợp với Mbappe ở trung tâm, Real Madrid đang sở hữu một bộ ba tấn công đáng gờm nhất thế giới. Như Galacticos 3.0 thì không dừng lại ở bộ ba, thay vào đó là bộ tứ huyền ảo với Jude Bellingham, mới chuẩn chỉ là cái tên vừa thể hiện được mình với danh hiệu cầu thủ hay nhất trận vừa rồi. Nếu hàng công của Real Madrid có sự bùng nổ của Mbappe, Vinicius và Rodrigo, thì ở hàng tiền vệ, Jude Bellingham là cái tên mang đến sự cân bằng và sáng tạo. Tiền vệ trẻ người Anh đã gia nhập Real Madrid từ Borussia Dortmund trong mùa hè 2023 và nhanh chóng trở thành trụ cột của đội bóng. Với khả năng điều tiết trận đấu, Bellingham không chỉ giỏi trong việc phân phối bóng mà còn rất nguy hiểm khi tham gia tấn công, tạo ra những cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Trong trận siêu cúp UEFA 2024, Bellingham đã thể hiện rõ tầm quan trọng của mình khi kiến tạo cho Mbappe ghi bàn thắng quyết định. Sự kết hợp giữa Bellingham và những ngôi sao trên hàng tấn công đã tạo nên một Real Madrid đầy biến hóa và khó lường. Bellingham đang dần khẳng định mình là một trong những tiền vệ trẻ xuất sắc nhất thế giới và là tương lai của bóng đá Anh. Và cùng với Mbappe và hai người đồng đội quen thuộc, vị thế của chàng trai trẻ này sẽ còn vươn xa, xa đến độ khó ai có thể mường tượng được. Mặc dù không được thi đấu ở lượt trận gần nhất, không thể không nhắc đến Endrick, một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới hiện nay. Dù mới chỉ 17 tuổi, Endrick đã được đánh giá cao và được Real Madrid chiêu mộ từ Palmeiras. Dù chưa có nhiều cơ hội ra sân trong đội hình chính, nhưng với tiềm năng của mình, Endrick được kỳ vọng sẽ trở thành một ngôi sao sáng trong tương lai không xa. Endrick,
có khả năng thi đấu đa dạng từ vai trò tiền đạo cắm cho đến tiền đạo cánh. Với kỹ thuật cá nhân tốt và khả năng dứt điểm đa dạng, cầu thủ trẻ người Brazil đang được huấn luyện viên Carlo Ancelotti đào tạo kỹ lưỡng để sớm trở thành một phần quan trọng của đội bóng. Nhìn cách mà cu cậu ái ngại được Kylian Mbappe tạo nên những cử chỉ thân thiết trên bục trao giải, nó cũng xóa nhòa đi những mối lo ngại về việc mà hai cầu thủ này đáng ra phải là đối địch để giành lấy suất ra sân. Dù sao thì Mbappe là hiện tại, còn Endrick, cu cậu là tương lai của kền kiền trắng. Đó là về hàng tấn công, nơi mà kiểu gì cũng đang là tiêu điểm. Nhưng còn tuyến giữa và khu vực hậu phương của Real Madrid có chất và lượng đến thế nào? Sự vắng mặt của Toni Kroos trong đội hình xuất phát sau khi anh tuyên bố treo giày cũng đặt ra một câu hỏi lớn về việc ai sẽ là người thay thế nhạc trưởng người Đức trong dài hạn. Trong trận đấu này, Ancelotti đã chọn sử dụng Bellingham ở vị trí tiền vệ trung tâm và điều chỉnh lối chơi xoay quanh khả năng của cầu thủ trẻ người Anh. Đáng chú ý, Bellingham đã thể hiện xuất sắc khi không chỉ đảm bảo sự vững vàng ở tuyến giữa mà còn trực tiếp tham gia vào bàn thắng thứ hai của Real Madrid. Bên cạnh đó, Fede Valverde cũng đã có một màn trình diễn ấn tượng với vai trò mới của mình, cùng chiếc áo số 8 không chỉ với bàn thắng mở tỷ số mà còn là sự đóng góp toàn diện vào lối chơi chung của đội. Tất nhiên, để khiến cho người hâm mộ tạm gác lại nỗi nhớ với anh tám nghiệp, Chim Ưng cần phải nâng cấp khả năng truyền dài của mình, một điều chắc chắn là tốn thêm thời gian. Sự hiện diện của Valverde và Tchouameni đã mang đến một sức sống mới cho hàng tiền vệ của Real Madrid, khiến cho đội bóng không còn phụ thuộc quá nhiều vào những cựu binh như Luka Modric hay Toni Kroos. Nhắc đến hàng thủ của kền kền trắng, tâm điểm trong trận đấu gần nhất phải kể đến thủ thành Thibaut Courtois. Anh nhìn chung không cần phải hoạt động quá vất vả trong cả trận đấu, nhưng trong một số thời điểm khung thành của Real Madrid bị chao đảo, người gác đền này vẫn vô cùng tỉnh táo, chẳng hạn như là pha cứu thua trước tình huống đánh đầu của Pasalic trong hiệp 1. Ngoài ra, phải khẳng định là hàng thủ của Real Madrid với bộ tứ Carvajal, Militao, Rudiger và Mendy vẫn chơi vô cùng tỉnh táo trong cả trận đấu, đặc biệt là với đội trưởng Carvajal, cầu thủ mà cứ hễ đến chung kết là không thể vắng mặt này đã tắt điện Lookman, vốn là nhân tố ghi hat-trick trước Leverkusen cách đây 2 tháng. Một trận đấu mà hàng thủ không mắc một sai lầm đáng trách nào trong bối cảnh thể lực không phải là điểm mạnh, minh chứng cho bản lĩnh và cái duyên của họ trong những trận đấu quyết định. 6 trong số 11 cầu thủ chính thức vừa mới trở lại sau các giải đấu quốc tế, nhưng họ vẫn thi đấu suốt 90 phút với một tinh thần không mệt mỏi. Điều này cho thấy chiều sâu đội hình của Real Madrid cũng như khả năng xoay tua của Ancelotti khi ông vẫn có thể đảm bảo chất lượng thi đấu ngay cả khi các cầu thủ chưa đạt được phong độ cao nhất. Việc Real Madrid trở thành đội bóng giành nhiều danh hiệu siêu cúp UEFA nhất trong lịch sử với 6 lần lên ngôi tiếp tục gợi nhắc đến sự thống trị vô cùng tận. Chiến thắng này cũng đưa Ancelotti trở thành huấn luyện viên có số danh hiệu nhiều nhất trong lịch sử Real Madrid, ngang bằng với Miguel Munoz và vượt qua Pep Guardiola để trở thành huấn luyện viên giành nhiều siêu cúp châu Âu nhất với 5 lần đăng quang. Đây là những thành tựu không thể xem nhẹ và chắc chắn là sẽ còn được nhắc đến nhiều trong các cuộc tranh luận về thành công của Real Madrid kỷ nguyên Galacticos 3.0 dưới triều đại Ancelotti. Với 6 danh hiệu siêu cúp UEFA, Real Madrid đã vượt qua những đối thủ như AC Milan và FC Barcelona để trở thành đội bóng thành công nhất trong lịch sử của giải đấu. Điều này đặt ra một thách thức lớn cho các đội bóng khác nếu họ muốn ngăn cản sự thống trị của Real Madrid trong những mùa giải mới. Sự xuất hiện của Mbappe và Bellingham chỉ làm tăng thêm sức mạnh cho đội bóng này, khiến cho việc cạnh tranh với họ bây giờ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Một câu hỏi khác liên quan đến sự cần thiết của Eduardo Camavinga trong đội. Chấn thương của Camavinga trước trận đấu là một thiệt hại lớn, nhưng Real Madrid đã cho thấy rằng họ vẫn có đủ sức mạnh để thi đấu mà chưa cần đến anh. Tuy nhiên, sự vắng mặt của Camavinga trong thời gian tới sẽ là một thử thách thực sự khi mùa giải tiến triển, đặc biệt là khi mà lịch thi đấu trở nên dày đặc và các cầu thủ khác có thể cần thời gian để nghỉ ngơi. Camavinga là một nhân tố quan trọng trong kỷ nguyên Galacticos 3.0 với khả năng đá ở giữa, đá ở hàng hậu vệ và hoàn toàn có thể tạo đột biến đầy bất ngờ, chẳng hạn như là quả sút xa của anh trước đối thủ Man City mùa trước. Chiến thắng tại siêu cúp UEFA là một tín hiệu cho thấy Real Madrid hoàn toàn có thể tiếp diễn sự thống trị của mình trong kỷ nguyên mà C1 có những sự thay đổi về thể thức. Sự mát tay quen thuộc của thầy An, sự xuất sắc của các ngôi sao mới như Mbappe và Bellingham, Real Madrid đang xây dựng một đội hình kế thừa và tiếp tục những gì mà hai giải thiên hà trước đó vẫn còn dang dở. Galacticos 3.0 đang dần trở thành hiện thực, mang theo kỳ vọng về những vinh quang mới trong tương lai.